Rồi chia sẻ với cả nhà, bác sĩ lại vừa mới thực hiện xong một cái trường hợp cắt mí cho bạn gái. Đây là cái tình trạng mí trước của bạn ấy, mắt một mí hơi yếu cơ và nó làm cho cái cặp mắt của bạn ấy híp nhỏ, thì bác sĩ cắt mí tự nhiên thôi. Và chỉnh cơ mi với một cái kỹ thuật đường can thiệp tối thiểu, và sau 40 phút thực hiện thì chúng ta có kết quả ra đây. Em nhìn vào đây, nhìn vào cam lên đó, chúng ta so sánh ngay trước sau để thấy cái sự thay đổi. Đó, một cái khuôn mí vừa làm xong có sưng nề một chút xíu nhưng tổng thể vẫn có cái nét rất là tự nhiên đó. Thì bạn này cũng có cái góc mắt thì khá là căng, tuy nhiên thì không mở góc, mong muốn tự nhiên làm cái nếp mí nhỏ thôi thì cũng không mở góc mắt. Thì sau này thì mấy hôm đầu tiên thì nó sẽ hơi sưng nhưng sau đấy thì nó sẽ ổn định hơn. Và vừa làm xong thì em hãy nhìn đây đó, chúng ta xem tổng thể khuôn mí của bạn ấy đó, khá là tròn đều hai bên đó, tươi tắn hơn. Nhìn đấy đó, ok, nhìn đấy. Giờ chia sẻ một chút, em nhìn xem, nhìn thấy đây, đây. Rồi, ok đó, hay nhắm mắt lại. Đó, với cái kỹ thuật đường can thiệp khá là ngắn, bác sĩ đã tạo hình liên kết chỉnh cơ mí, chỉnh cơ nâng mi. Rồi, em mở mắt ra nào. Rồi, ok, chúng ta cùng xem lại một lần nữa cái sự thay đổi của bạn đấy, bạn gái. Rồi, ánh mắt bây giờ đã nhẹ nhàng, hài hòa hơn, to hơn, tươi hơn. Tuy nhiên thì sau này nó còn tự nhiên nữa. Là quá trình thực hiện có đau nhiều không em? Không ạ. Không đâu, lo lắng đúng không, cũng sợ. Bạn ấy trước khi là thực hiện thì bạn ấy, bác sĩ cũng đã giải thích rồi, tuy nhiên thì bạn ấy cũng cái trạng thái tâm lý của con người mình là không tránh khỏi, mình rất lo lắng. Tuy nhiên thì với cái kỹ thuật tiêm tê không sang chấn của bác sĩ thì nó sẽ làm hạn chế tối đa cái việc sưng bầm cũng như là cái việc gây đau cho các bạn. Thế chỉ một chút xíu thôi là các bạn đã không cảm giác gì, và quá trình thực hiện thì cũng rất là nhẹ nhàng. Đấy, thì tuy nhiên thì để được đạt được cái kết quả tốt nhất thì nó cần phải có thời gian để nó bình phục em nhé. Dạ, vâng ạ. Đây là mới làm xong em thấy như thế này. Thế sau này mai diễn biến bình thường là mai ngày kia nó sẽ sưng hơn nữa. 3 ngày đầu tiên nó sẽ sưng. Sau em cũng về chăm sóc, em chườm mát, các bạn sẽ hướng dẫn tích cực. Sau đó thì 7 ngày thì bắt đầu nó cắt chỉ xong rồi, bắt đầu nó sẽ giảm dần. Nhé. Dạ vâng. Ok, cảm ơn em đã tin tưởng bác sĩ. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa cái sự thay đổi của bạn đấy. Rồi, rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ. Các bạn có những cái quan tâm nào về cắt mí cũng như phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể gửi ảnh, nhắn tin, bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn và lựa chọn tư vấn cho các bạn giải pháp nó phù hợp nhất. Và một lần nữa bác sĩ luôn muốn nói là cắt mí tự nhiên thì sẽ luôn làm cho các bạn có một cái vẻ đẹp hài hòa nhất. Cảm ơn mọi người.